Trước khi tạo ra một khóa học trên Viettel Study, ta cần chuẩn bị các cái phần việc như sau. Thứ nhất là ta sẽ chuẩn bị các cái nội dung cho các chuyên đề. Thứ hai là ta sẽ chuẩn bị các cái hình ảnh đại diện, ví dụ đây là hình ảnh đại diện cho chuyên đề. Tiếp theo là ta sẽ chuẩn bị đáp án và đề dưới dạng là PDF, rồi chuẩn bị các cái video, đây là các video, rồi tài liệu đính kèm. Ở đây chúng ta cần phải chuyển đổi cái file Word của chúng ta sang dạng file PDF thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước tiên ta sẽ mở cái file Word đó ra. Sau đó ta tiến hành lưu dưới dạng là PDF, ta làm như sau: vào file, Save As. Ta chọn đường dẫn lưu là chúng ta sẽ chọn ở desktop. Sau đó ở phần là Save As File, ta sẽ chọn định dạng của file đó là PDF. Ta tiến hành lưu lại. Như vậy là ta đã có file đề dưới dạng PDF. Tiếp theo ta sẽ chuyển đổi file đáp án. Ta cũng làm tương tự như vậy, ta vào file, Save As và cũng chọn địa chỉ lưu và chọn định dạng cho tệp đó là PDF. Lưu lại. Như vậy là ta đã thao tác xong việc tạo ra file đề và file đáp án dưới dạng PDF. Tiếp theo một phần nữa đó là chúng ta sẽ có cái mẫu câu hỏi để chúng ta import lên. Thì đây chính là mẫu câu hỏi. Ở mẫu câu hỏi này, chúng ta sẽ điền vào đây là nội dung của câu hỏi này. Đây là đáp án. Đáp án này sẽ tương ứng, chúng ta sẽ đánh số là 1, 2, 3, 4 tương ứng với các đáp án là A, B, C và D. Đây là lời giải. Còn đây là các phương án trả lời chúng ta điền vào đây. Ngoài ra chúng ta có một cái phần nữa, đó là chúng ta sẽ có lựa chọn 1, 2, 3, 4 ở đây tương ứng với cái độ khó của câu hỏi, đó là nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Thì ở đây mình đã có một cái file import câu hỏi sẵn. Ở đây mình đã có là 5 cái câu hỏi. 5 câu hỏi ạ. Và đây đều chọn là một mức độ. Độ khó của nó là mức độ nhận biết đều là 1. Phần trả lời đây ạ. Đây chính là các đáp án tương ứng với đáp án A, B, C, D. Để khởi tạo một khóa học mới trên Viettel Study thì ta sẽ làm như sau. Trước tiên ta vào trình duyệt. Tiến hành đăng nhập vào Viettel Study. Tài khoản và mật khẩu thì chúng ta đã được cung cấp nè. Để tạo ra một khóa học mới, ta vào trang cá nhân và ta thêm mới khóa học. Lúc này ta sẽ điền các cái thông tin vào đây. Và các cái trường mà có gắn dấu sao là các trường mà bắt buộc phải có. Thì ta sẽ phải điền đầy đủ các thông tin ở đây. 10. Môn học, đây là môn tin học. Ở đây chúng ta có thể chọn một cái ảnh đại diện bằng cách ta bấm vào đây, bấm vào chọn file upload. Sau đó chèn ảnh. Open. Như vậy là upload ảnh thành công. Ở phần này chúng ta có phần chia sẻ đấy ạ. Chia sẻ đây chúng ta có thể là công khai, có thể là chỉ định ngoại trừ hoặc là chỉ có một mình bản thân mình thôi. Nếu như chỉ định thì chúng ta chỉ định được trong các cái nhóm hội mà chúng ta tham gia. Đây. Và khi đã tích chọn rồi thì sẽ xuất hiện cái danh sách người sử dụng. Chúng ta sẽ lựa chọn danh sách người sử dụng và danh sách người sử dụng này chính là danh sách mà bạn bè của chúng ta ở trên trang nào. Ở đây giả sử chọn là công khai. Rồi, và chúng ta lưu lại. Như vậy là ta đã có một cái khóa học mới được khởi tạo ở đây. Tuy nhiên lúc này khóa học này chưa có nội dung mà ta sẽ tiến hành thêm vào các nội dung cho khóa học bằng cách là chúng ta vào quản trị. Sau đó chúng ta vào học liệu và tiến hành thêm các cái chuyên đề, các đề thi hay tài liệu. Đầu tiên là chúng ta sẽ thêm chuyên đề này, chúng ta sẽ có chuyên đề thường.
Đây, ta cũng điền đầy đủ các cái thông tin vào. Ở phần này chúng ta có thể tải lên các cái video. Các video ở đây có thể là video tự quay, video có sẵn hoặc là các video chúng ta lấy ở YouTube về. Và các video này thì chúng ta phải chú ý đến dung lượng của nó sẽ tối đa là 200 MB. Giả sử ta chọn một cái file video đã có sẵn đây ạ. Đây là quá trình upload. Còn nếu như chúng ta chọn một cái file chưa có sẵn thì chúng ta cũng có thể bằng cách là chúng ta vào YouTube ạ. Đây, vào YouTube. Chúng ta có thể gõ đây là hỗ trợ Edman. Này, chúng ta bấm vào Edman. Sau đó chúng ta vào danh sách phát và chúng ta chọn một cái video tương ứng. Giả sử chọn một cái video đây. Chúng ta sẽ copy cái đường link ở trên này. Copy đường link. Rồi, sau đó chúng ta quay trở lại, chúng ta dán đường link nó vào đây. Đó. Ngoài ra là chúng ta nếu như đã có video tự quay thì chúng ta có thể up lên YouTube để chúng ta giảm cái dung lượng, và chúng ta cũng thực hiện thao tác là copy và dán đường link giống như vừa rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm bài học này, thêm tài liệu và thêm câu hỏi. Cuối cùng chúng ta sẽ lưu lại. Như vậy là ta đã tạo xong một cái chuyên đề. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tạo ra các cái đề thi. Đề thi ở đây thì có các cái dạng đề thi khác nhau. Thứ nhất ta sẽ tạo đề thi thường. Ở đây chúng ta cũng sẽ điền đầy đủ các cái thông tin vào. Ở đây sẽ có cái phần là số lượt thi và số lượt làm bài miễn phí. À, số lượt thi thì thường chúng ta chỉ để có một lượt thôi, còn số lượt làm bài miễn phí chúng ta có thể để 2, 3, 4, 5 tùy ý. Ở đây chúng ta sẽ có 3 phần, 3 cái cách nhập câu hỏi vào. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ thêm câu hỏi, tức là chúng ta đánh câu hỏi trực tiếp ở đây ạ. Cách thứ hai là ta có thể nhập từ Word, tức là ta copy sau đó ta dán vào. Và cách thứ ba là ta sẽ nhập dữ liệu từ Excel. À, và muốn nhập dữ liệu từ Excel thì chúng ta phải nhập từ một cái file mẫu. Và file mẫu này chúng ta đã chuẩn bị sẵn ạ. Thì chúng ta sẽ chọn file mẫu, còn nếu chọn tệp, còn nếu như chúng ta chưa có file mẫu thì chúng ta sẽ phải tải xuống, sau đó là copy câu hỏi vào rồi lưu lại. Ở đây chúng ta đã có file thì chúng ta sẽ vào chọn tệp ạ. Đây, giả sử đây, tệp câu hỏi import này. Open. Sau đó chúng ta tiến hành thêm. Như vậy là ta đã thêm mới được các cái câu hỏi. Và ở đây là ta đang có 5 câu hỏi. Và ta tiến hành là lưu lại. Rồi, như vậy là ta đã có một đề thi thường rồi. Tiếp theo là ta sẽ tạo một cái đề thi từ file PDF. Đây, để tạo một cái đề thi từ file PDF thì ta làm như sau, ta cũng sẽ tiến hành điền các thông tin vào. Sau đó ta sẽ upload file đề và file đáp án. File đề và file đáp án là các cái file PDF chúng ta đã chuyển lúc trước đấy ạ. File đáp án nữa ạ. Ở đây thì ta có thể xem đề thi. Đây, xem đề thi đây. Rồi, thứ hai là ta có thể xem đáp án. Xem đáp án ở đây là để làm gì? Là chúng ta có thể sử dụng cái trang xem trước đáp án này để chúng ta điền các cái
đáp án cho câu hỏi chúng ta lựa chọn. Ví dụ như ở đây đáp án 1 của câu 1 là D này. Thêm câu 2 cũng là D. Câu 3 A. Câu 4 A. Câu 5 cũng A. Ở đây cái số lượng câu hỏi thì tùy chúng ta có thể lựa chọn số lượng câu hỏi nhiều hay ít. Và sau đó chúng ta sẽ lưu lại. Ở đây sẽ báo một lỗi, đó là chủ đề chúng ta đang để trống, chúng ta sẽ tiến hành điền thêm vào chủ đề ạ. Đây, chủ đề của chúng ta đây. Rồi, lúc này ta có thể lưu lại được ạ. Vậy là ta đã có cái đề thi thứ hai. Tiếp theo ta sẽ làm một cái đề thi thứ ba nữa. Đó là ta vào đề thi này. Sau đó ta lấy đề thi từ ngân hàng câu hỏi. Ở đây chúng ta đã có một cái ngân hàng câu hỏi rồi, nên chúng ta không cần phải thêm mới đề thi ngân hàng câu hỏi nữa. Chúng ta sẽ chọn các cái trường ở đây. Ngân hàng câu hỏi chúng ta đã có, đó là tin học 10 mạng máy tính. Rồi. Ở cái phần tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi thì nó sẽ có các phần như sau. Đó là phần hiển thị, phần xem câu trả lời. Ở đây chúng ta có thể tích vào ô là không trùng lặp câu hỏi. Nếu như ngân hàng câu hỏi của chúng ta có nhiều câu hỏi và chúng ta tạo ra nhiều mã đề, chúng ta có thể tích vào đây để các mã đề, các câu hỏi không bị trùng lặp. Tuy nhiên ở ngân hàng câu hỏi này thì số lượng câu hỏi không nhiều, nên ở đây sẽ không tích là không trùng lặp câu hỏi nữa. Ngoài ra chúng ta sẽ tích vào phần là đổi thứ tự đáp án để làm gì? Để tránh cái trường hợp là hai học sinh ngồi cạnh nhau có câu hỏi giống nhau, nhưng lúc này thì đáp án, thứ tự của các đáp án đã được đổi, đã được tráo đổi rồi. Sau đó chúng ta sẽ đến phần là cấu tạo đề. Để cấu tạo đề chúng ta sẽ thêm vào các cái lựa chọn. Thứ nhất, ta lựa chọn cái độ khó của câu hỏi. Giả sử đây là nhận biết, mức độ nhận biết. Ta chọn số lượng câu hỏi là 2. 2 đấy ạ. Sau đó chúng ta sẽ chọn chủ đề. Mạng máy tính. Rồi, chúng ta có thể thêm lựa chọn khác đây. Số lượng câu hỏi là 1. Chủ đề cũng là mạng máy tính. Giả sử đây ta sẽ chọn mức độ là vận dụng thấp. Rồi ta tiến hành lưu lại. Đây ta tiến hành lưu lại. Lúc này khi lưu thì chúng ta thấy là có báo lỗi ở lựa chọn số 2 là không có cái câu hỏi về vận dụng thấp. Do đó chúng ta sẽ xóa đi. Tức là trong cái ngân hàng câu hỏi này, cái độ khó của câu hỏi ở mức độ vận dụng thấp là chưa có. Như vậy ta có thể lựa chọn ở đây là 5 câu hỏi đi. Và 5 câu hỏi này đều ở mức độ, đó là mức độ nhận biết. Và đều chọn một chung một chủ đề, đó là mạng máy tính. Rồi, lúc này ta sẽ tiến hành lưu lại. Như vậy là ta đã tạo ra được một cái bộ đề. Lúc này hệ thống nó sẽ hỏi là mình có muốn tạo ra các cái lượng, các cái đề khác nữa hay không. Đối với ngân hàng câu hỏi có nhiều câu hỏi, chúng ta có thể tạo ra các mã đề khác nhau. Giả sử trong một phòng học, trong một phòng thi có 24 học sinh, ta cũng có thể tạo đây là 24 mã đề khác nhau. Hoặc ở đây, như ở đây chúng ta chỉ có 5 câu hỏi nên sẽ chỉ tạo ra 2 mã đề khác nhau thôi. Và chúng ta bấm vào tạo đề mẫu. Và lúc này đây, chúng ta có thể xem lại cái đề mẫu bằng cách là chúng ta nhấn vào phần chỉnh sửa. Đây ạ, phần chỉnh sửa. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành xem các cái đề mẫu đây. Đề mẫu số 1. Đây là đề mẫu số 1. Rồi. Đề mẫu số 2 đây. Đây là đề mẫu số 2. Đó, như vậy là ta đã có thể xem lại các cái đề mẫu được. Sau khi mà chỉnh sửa xong thì chúng ta có thể lưu lại, tiến hành lưu lại. Như vậy đến đây thì ta đã tạo xong các cái đề thi rồi. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ đi tạo phòng học trực tuyến. Để vào tạo phòng học trực tuyến thì chúng ta cũng sẽ làm các bước tương tự như vậy. Ta sẽ vào thêm này, sau đó vào phòng học trực tuyến và điền các cái thông. Phần cuối cùng đó là chúng ta sẽ đi thêm mới tài liệu. Đây, vào thêm. Đó, tài liệu. Chúng ta cũng điền các cái thông tin cho tài liệu của chúng ta. Và cũng nhớ là các cái trường có gắn dấu sao là trường không được để trống.
Và sau đó chúng ta tiến hành chọn file để upload. Đây, đây là file upload. Thao tác này rất là đơn giản thôi. Như vậy là chúng ta đã upload thành công. Chúng ta có thể tiến hành lưu lại. À, đây có một trường chúng ta chưa điền và nó sẽ báo lỗi, hệ thống nó sẽ báo lỗi. Rồi ta sẽ lưu lại. Đấy, như vậy là ở đây chúng ta đã hoàn thành xong việc tạo một cái khóa học mới. Tuy nhiên khóa học của chúng ta lúc này vẫn đang ở trạng thái là gì đây ạ? Là biên tập. Vậy muốn xuất bản được cái khóa học này thì chúng ta làm như sau. À, sẽ kích chuột vào hình ảnh đại diện cho khóa học. Đây. Chúng ta kích chuột vào. Sau đó chúng ta có thể chỉnh sửa hoặc có thể là không cần chỉnh sửa thì ta sẽ xuất bản luôn. Bấm vào xuất bản ạ. Lúc này ta sẽ chọn cái đơn vị kiểm duyệt. Ở đây chúng ta có thể chọn là đơn vị là trường sở tại, là trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, hoặc có thể chọn tất cả các cái đơn vị kiểm duyệt này, sau đó bấm lưu lại. Lúc đó thì admin sẽ là người duyệt bài, và sau khi admin đã duyệt bài xong thì trên trang cá nhân của chúng ta sẽ nhận được thông báo là bài của chúng ta đã được duyệt, và lúc đó cái khóa học này chúng ta sẽ được công khai và học sinh cũng có thể vào học được rồi.